Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Điểm tin nổi bật trong tỉnh tuần từ ngày 16 đến 22 tháng 6. Chương trình có những nội dung chính sau. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 19 tháng 6, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xúc với đại biểu cử tri là cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh để thông báo kết quả chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo nhanh tới các đại biểu cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh kết quả chương trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa 14. Phát biểu trước đại biểu cử tri lực lượng vũ trang tỉnh, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và khẳng định các ý kiến của cử tri sẽ được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương xem xét giải quyết thỏa đáng, kịp thời trong thời gian tới. Mong muốn cử tri là cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đồng tình nhất trí cao với những chủ trương đường lối chính sách phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước. Chiều ngày 19 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo rà soát đánh giá công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch sử dụng đất dọc hai bên một số tuyến đường mới đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh tại hội nghị tập trung nêu rõ kết quả rà soát, đánh giá công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch sử dụng đất dọc hai bên 7 tuyến đường chính mới đầu tư, gồm quốc lộ 1A, đoạn tránh thành phố Phủ Lý, đường T3, đoạn từ quốc lộ 1A đến khu du lịch Tam Trúc, tuyến quốc lộ 21B, đường Phủ Lý-Mỹ Lộc, tuyến quốc lộ 21B mới, vành đai 5 Thủ Đô, tuyến DT499, tuyến quốc lộ 38, tuyến DT495B. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung thu hút và bố trí các nguồn lực để thực hiện ngay quy hoạch 1/2000. Đối với quy hoạch 1/2000, cần xem xét đánh giá tổng thể hiện trạng, từ đó đề xuất quy mô nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, đề xuất các định hướng sử dụng đất của tất cả các tuyến đường, có sự thống nhất định hướng khung hạ tầng kỹ thuật. Khi có quy hoạch, cần công khai quy hoạch để thu hút các nhà đầu tư. Ngày 18 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc với cử tri các phường, xã, Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, Duy Hải, huyện Duy Tiên, Tân Sơn, huyện Kim Bảng, Đồn Xá, huyện Bình Lục, Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm để thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương đánh giá cao sự đổi mới, tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đoàn kết, đưa ra những quyết sách quan trọng của Quốc hội, đồng thời tiếp tục phản ánh kiến nghị với các đại biểu Quốc hội một số vấn đề liên quan đến giá đền bù giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường nước sông Đáy, sông Châu, giám sát quản lý việc tăng giá điện, chất lượng tiến độ xây dựng các công trình vốn ODA, quy hoạch xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường, chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, chất lượng nguồn nước sinh hoạt, v.v. Các ý kiến kiến nghị của cử tri các địa phương đã được các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu tổng hợp để gửi đến các cấp ngành chức năng xem xét giải quyết. Một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền đã được đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi làm rõ tại buổi tiếp xúc. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2019, chiều ngày 18 tháng 6, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam đã tổ chức gặp mặt cán bộ hội viên các chi hội trên địa bàn. Tại buổi gặp mặt, các thế hệ cán bộ hội viên đã cùng ôn lại chặng đường lịch sử 94 năm của Báo chí Cách mạng Việt Nam cùng những đóng góp tích cực của Báo chí Hà Nam, đồng hành cùng sự phát triển của báo chí cả nước trong mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng.
Các cơ quan báo chí đã tổ chức tốt việc thông tin tuyên truyền những sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, truyền tải chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, biểu dương những cách làm hay, việc làm tốt, phát hiện phản ánh những vấn đề phát sinh trong đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sáng ngày 20 tháng 6, tỉnh Hà Nam phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian 1 tháng tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập và nghiên cứu 25 chuyên đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và đất nước, phương hướng giải pháp đến năm 2020, chiến lược phát triển đến năm 2030. Do vậy, mỗi học viên phải nỗ lực chủ động, nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của lớp học đề ra. Trong quá trình học tập, cần kết hợp chặt chẽ giữa học tập và nghiên cứu thực tế, gắn lý luận với tình hình thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Sáng ngày 22 tháng 6, Công ty Điện lực Hà Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Sao Việt tổ chức hội thảo Việt Nam 2045 đổi mới để trỗi dậy trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, Hà Nam điểm đến của kiến tạo và phát triển với sức mạnh cộng hưởng. Cuộc cách mạng 4.0 là một xu thế lớn, mang tới nhiều cơ hội phát triển và hội nhập, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, có tác động đến phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng. Hội thảo là cơ hội để đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức, đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh trao đổi nhận diện thời cơ, thách thức của cuộc cách mạng 4.0, từ đó giúp mỗi cá nhân, tập thể, các cơ quan hành chính nhà nước, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân chủ động đổi mới, sáng tạo, sẵn sàng thay đổi và có chiến lược phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tuần qua trên địa bàn ghi nhận một ổ dịch quay bị tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Anam Electronic Việt Nam có địa chỉ tại xã Nhật Tịu, huyện Kim Bảng với trên 30 trường hợp mắc. Trung tâm đã tiến hành lấy 2 mẫu và gửi lên Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm. Kết quả cho thấy 2 mẫu đều dương tính với virus quai bị. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng tiến hành điều tra xử lý dịch theo quy định. Hiện tại, tình hình dịch quai bị đã ổn định, không ghi nhận ca mắc mới. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, nông dân các địa phương trong toàn tỉnh đã gấp rút làm đất và khẩn trương gieo cấy vụ mùa. Tính đến nay, toàn bộ diện tích gieo cấy đã cơ bản được làm đất và đảm bảo nước để gieo cấy. Đã có khoảng 40% diện tích được gieo cấy. Kim Bảng là huyện dẫn đầu với kết quả gieo cấy. Tuần tới dự báo thời tiết giảm nắng nóng, đây là điều kiện thuận lợi giúp bà con tranh thủ thời gian đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành gieo cấy theo đúng kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, bản tin điểm các sự kiện nổi bật trong tỉnh tuần này của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.